chào các bạn đã đến với kênh Cây Sẽ Đen Hòa Bình. Hôm nay mình làm một cái video ngắn giới thiệu các bạn về cây sả đen, cây giống sả đen dâm canh các bác nhé. Có rất nhiều khách hàng trong những ngày vừa qua có hỏi bên mình rằng là cây giống sả đen sao nó lại không màu tím đấy, và cây giống hiện nay thì nó được nhân giống như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cùng với các bạn đấy. Các bạn thấy rằng đây là cái cây sả đen của bên mình là cây giống này dâm bằng cành các bạn nhé. Cành dễ rất là tốt này các bác này. Đây vẫn còn bầu nó này. Cành rất là khỏe. Đấy. Đây là cây giống dâm bằng cành. Đây dễ rất là tốt này các bác này. Đấy. Mọc rất là tốt. Đấy. Cây này đúng không ạ? Lá của nó này. Các bác thấy này. Không phải lúc nào cũng màu tím các bác nhé. Đây là cây giống 100% là cây giống Hòa Bình. Sen Hòa Bình. Răng cưa. Đấy, răng cưa các bạn. Đấy, dâm cành các bác nhá. Đấy, dâm cành. Thì cây này nó màu xanh chứ nó không phải màu tím các bác. Đấy, nhưng nhiều bác có hỏi là mình có bán cái giống các bác là về bảo là không phải màu tím thì tôi không lấy. Hoàn toàn không phải thế các bác. Thứ nhất, nó có một số các yếu tố ảnh hưởng đến màu sắc. Màu sắc này, thứ nhất là về cái thời tiết. Ví dụ mùa này là đang là mùa hè. Mùa hè nó tầm khoảng tháng 5, tháng 6, tháng 7 đấy, thì cái lá tím này thì nó không bao giờ tím sặc được, không tím, hầu như sẽ không tím. Các cây giống này sẽ, là vào mùa này sẽ không tím đấy, sẽ không tím các bác nhá. Đấy, thứ hai, yếu tố thứ hai đó là những cái mà dâm bằng cành nhé, dâm cành nhé, thì nó cái độ tím của nó sẽ ít hơn đấy. Đấy, theo kinh nghiệm của mình thôi, nhưng mà có nhiều cây vẫn rất là tím các bạn. Tím ít thì ít hơn thôi, nhưng các bạn không phải lo, đó là không nó vẫn là một thôi các bác ạ. Đấy, thứ nhất là đấy là cái dạng thứ hai. Cái thứ hai đó là cây giống ươm hạt. Đấy, cây giống ươm bằng hạt. Cây giống ươm hạt thì bên mình có rất là nhiều. Dâm cành này bên mình sẽ làm ít hơn đấy, nhưng đa số là cây dâm hạt, ươm bằng hạt. Thì đó là cây giống mình ươm từ hạt, cái từ quả sả đen ra, quả sả đen. Đấy, thì về mùa này thì nó cũng sẽ ít màu tím hơn. Đấy, ít màu tím hơn. Và mỗi cây giống cao khoảng là 20-30 cm thì bên mình đang bán với giá đó là 30.000 một cây. Đấy, 30.000 cây. Đấy, số lượng bán lẻ, còn các bạn số nhiều nó sẽ khác. Đấy. Đấy, cây giống sả đen. Thế thì hiện nay thì chúng tôi đang có cung cấp cây giống sả đen như này. Đấy, thì thông thường thì vào cái mùa này đấy, thì thứ nhất là cái giống nó ít hơn và không phải là mùa trồng. Không phải mùa trồng, nó thường trồng vào mùa xuân. Đấy, nhưng mùa này đây là những cái cây nó còn lại thôi. Cây nó còn lại. Đấy, thì tôi làm video để phân tích cho các bác biết. Đấy, không thì nhiều khi các bác là chúng tôi chuyển cây là các bác không nhận hàng, rồi là bảo là không đúng cây sả đen Hòa Bình thì tôi không lấy. Đấy, không phải các bác nhá. Không phải lúc nào nó cũng tím đâu ạ. Đấy, tôi nhắc lại, không phải lúc nào cũng tím. Đấy. Và mùa này thì nó rất là ít tím. Đấy, các bác bây giờ mua đâu cũng thế thôi ạ. Đấy, tôi đảm bảo các bạn 100% thế luôn. Đấy. Trừ khi là các bạn bây giờ các bác vào mùa đông. Đấy, ra xuân thì các bác là tím ngắt luôn. Đấy, tím ngắt. Cái lá lên màu tím này. Đấy. Đấy, để phân tích được cho các bác biết rằng là cái cây sả đen này thì nó không phải lúc nào cũng màu tím. Đấy, các bác cứ màu tím tôi mới nhận hàng không thì thôi. Đấy, không phải các bác nhá. Đấy, đây là cây 100%. Các bác nhìn thấy này, cứ lên nó răng cưa này là ok rồi, răng cưa thưa nhá. Đấy, răng cưa thưa. Nhiều bác còn chụp cho tôi cây sả đen là răng cưa nó dày, rít vào, lá to. Đấy, thì tôi đảm bảo đấy không phải là cây sả đen. Đấy, tôi không biết là nó là cây gì, nhưng mà nhiều bác chụp lên cũng cứ thấy nó răng cưa gọi là sả đen, nhưng không phải. Răng cưa nhưng quả thấy răng cưa rất là thưa các bác nhé. Đấy, mới các cái lên này này, các bác nhìn thấy răng cưa thưa này. Đấy, gần này, gần lá nhìn nó khác hẳn luôn. Đấy các bác ạ, nó khác hẳn với những cây khác luôn. Răng cưa thưa, cây khác luôn. Đấy. Thì các bác nào đang có nhu cầu mua cây giống thì hẹn các bác đến gần Tết hoặc là đầu xuân năm 2023 thì chúng tôi sẽ bắt đầu là có những cái đợt mới về cây giống sả đen. Đấy. Thì nói qua thì các bác biết rằng là cây sả đen này thì hiện nay thì chúng tôi đang có các dạng sản phẩm như là quả sả đen khô này, trà túi lọc sả đen này, thân lá sả đen khô này và cao sả đen này. Đấy. Rồi là viên hoàn trinh nữ hoàng cung cao sả đen này. Đấy, có rất nhiều dạng sản phẩm. Đấy, có cây
kênh này của chúng tôi thì các bác đã theo dõi thì các bạn sẽ thấy là nó chuyên về xả đen. Đấy, và nó có rất nhiều cái video của tôi nói về tác dụng rồi, đúng không ạ? Nó tác dụng tốt nhất đối với những người đó là phòng ngừa, hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến u bướu, ung thư, bệnh về gan, máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, huyết áp cao. Đấy, an thần, ăn ngon ngủ ngon, rất là tuyệt vời. Đấy. Và trên thị trường hiện nay các bác thấy là có rất nhiều cơ sở, có những website hay là các bạn tìm trên mạng có khi nó chỉ có 60.000 một cân đấy. 60.000 một cân các bạn, cực kỳ rẻ. Đấy. Nhưng tôi đảm bảo các bác là 60.000 một cân thì nó không phải là xả đen Hòa Bình, mà là xả đen ở những tỉnh khác như là Thái Nguyên, Vĩnh Phúc hay là Bắc Giang vân vân. Ở các tỉnh bây giờ hầu như là mọi người đều trồng cây xả đen này hết. Đấy. Nhưng tại sao cây xả đen Hòa Bình của chúng tôi luôn luôn có giá trị? Đấy, luôn luôn có giá trị và giá của tôi rất nhiều năm nay không đổi. Đấy, là 130.000 kg. Bởi vì theo các nhà khoa học và cũng như là rất là bác Trần Trung đấy, đấy đã nghiên cứu rằng chỉ dược liệu ở Hòa Bình, xạ đen nhé, dược liệu xạ đen ở Hòa Bình và nhất là ở hai cái thôn ở xã Cao Dương, đó là thôn Om Làng và xã Cao Đường, thôn Cao Đường đấy, là cái thổ nhưỡng của nó là phù hợp nhất đối với cây xạ đen đấy, nên là nó là có dược tính tốt nhất. Còn các vùng khác vẫn trồng được nhưng mà cái dược tính nó không tốt bằng. Hàng năm thì chúng tôi đón hàng trăm hàng nghìn những sinh viên về các trường đại học về dược đấy, cũng như là các cái trường đại học về lâm nghiệp đấy, có nghiên cứu về cây xạ đen này về gia đình nhà chúng tôi, công ty chúng tôi để được chúng tôi hướng dẫn rồi là chia sẻ những kinh nghiệm về cây xả đen, cách trồng, cách chăm sóc, cách nhân giống của cây xả đen. Đấy. Thì các bác nào yêu quý chúng tôi thì hãy cho tôi một cái subscribe kênh, chia sẻ và có nhu cầu mua cây giống, mua các sản phẩm về xả đen thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline đó là 0976 836 586. Đấy, các bạn có thể add Zalo hoặc là gọi trực tiếp tới số điện thoại đó để được chúng tôi, chính bản thân chính tôi đang ngồi đây sẽ tư vấn cho các bạn cụ thể về cây xả đen như này. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video chia sẻ tiếp theo về cây xả đen.